Việt Giang nằm vùng đây nhóc không? Việt Giang khoác áo đấu tranh, khoác áo chống cộng nhóc không? Chống Tàu luôn. Một lát nữa chúng ta sẽ nói về phần Việt Nam á, sẽ nói về phần Việt Giang chống Tàu, chống cộng mà tại sao tụi nó lại lại cũng vẫn là nằm trong mắt xích nhuộm đỏ thế giới này. Ai nuôi tụi nó? Ai nuôi tụi nó nằm ở đây chống cộng chống Tàu mà tại sao lại lại muốn nhuộm đỏ cả thế giới này? Ai nuôi tụi nó? Cái đó mới hay á. Tôi biết các anh chị sẽ quan tâm cái đó hơn. Chứ nói trên bệnh viện thế giới, nói về WHO, nói là ví dụ để cho các anh chị thấy là thực sự China Z đang đứng đằng sau những cái thương vụ kể cả kinh tế lẫn chính trị. Các anh chị, ở rất là nhiều quốc gia trên thế giới, bất kể quốc gia nào, ở châu nào, ở châu lục nào mà nó có thể dùng tiền để mua được là nó mua. Nó dùng tiền mua được là nó mua. Mà khi nó đã mua được rồi thì nó sắp đặt cho những nhân vật mà tay sai của nó đứng vào những cái tổ chức mà nó có tầm ảnh hưởng và nó chi phối cả thế giới này. Nó chi phối cả thế giới này. Thì các anh chị nhìn thấy Liên Hiệp Quốc là dễ thấy nhất ha. Đầu tiên, Liên Hiệp Quốc nó còn trên cả WHO, nó là một tổ chức lớn nhất của loài người cho đến thời điểm này. Tạm thời gọi là chính phủ của thế giới, Liên Hiệp Quốc. Cái mô hình của nó thực ra là chính phủ của thế giới đó. Nhưng mà chính phủ của thế giới nó không có phải tồi tệ như Liên Hiệp Quốc như vậy đâu. Nó không phải. Nó không có đạt được cái, nó không có đạt được tới đẳng cấp của chính phủ thế giới. Nó không có gánh vác được sự cái vai trò của nó để bảo vệ an toàn cho thế giới này, bảo vệ hòa bình thịnh vượng, bảo vệ tự do và công lý cho thế giới này. Liên Hợp Quốc nó không làm được. Thành ra cái áo là chính phủ thế giới nhưng mà cái ruột tụi nó là một tổ chức thổ tả hóa, một tổ chức bị xã hội chủ nghĩa hóa. Ai đứng đằng sau cái việc xã hội chủ nghĩa hóa một tổ chức lớn như Liên Hiệp Quốc, như UN? Có 5 nước lại là ông trùm của thế giới á, là cầm đầu của UN á, cầm đầu Liên Hiệp Quốc á. Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Cộng, Tàu á. Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Tàu. Thì hết thằng Nga với thằng Tàu á, là hai thằng này là trùm nuôi các nước độc tài. Mà độc tài là sao? Tức là nó tập trung quyền lực về cho chính phủ. Thì nó phù hợp với cái kế hoạch thổ tả hóa thế giới, xã hội chủ nghĩa hóa thế giới. Xã hội chủ nghĩa hóa thế giới là tập trung quyền lực hết về cho chính phủ mà tước bỏ dần tự do của người dân, đúng không các anh chị? Thì Nga với thằng Tàu rõ ràng là nó là hai thế lực lộ liễu ở đó rồi. Nhưng mà còn ba thằng còn lại, thằng Mỹ, thằng Anh với thằng Pháp thì sao? Nếu như 3 trên 2 á, trong 5 thằng 3 trên 2 này thì rõ ràng là Liên Hợp Quốc vẫn còn cầm cự được, vẫn còn cầm chịch được. Tại vì ba thằng này nếu mà đàng hoàng tử tế, tự do, công chính, chính nghĩa thì vẫn có thể kìm hàng này được. Tại năm ông vua có ba ông vua tốt, hai ông vua xấu vẫn kìm được, bỏ phiếu hai bang này vẫn thắng mà. Nhưng mà xui cho nhân loại á, thì thằng Mỹ á, nó đang bị tụi thổ tả không hết, Clinton tới Obama nó giật gọi là ngất ngư luôn, nhức đầu sổ mũi luôn. Nó giật nước Mỹ đến nỗi mà muốn banh chành té bẹ luôn, mấy triệu thằng nhập cư rồi á, cướp bóc rồi giết người rồi hiếp dâm rồi buôn lậu vũ khí rồi buôn lậu hàng hóa rồi buôn lậu ma túy, nước Mỹ muốn banh chành té bẹ hết Clinton tới Obama mười mấy năm trời, rồi mở cửa biên giới rồi đẩy tất cả các ngành sản xuất nhu yếu phẩm của thằng Mỹ đi qua cho thằng Tàu. China Z nó giàu nó mạnh lên là do hết Clinton tới Obama nuôi, đẩy ngành sản xuất qua là làm giàu cho Tàu thì nước Mỹ mới bị suy yếu, đúng chưa? Phải không? Là cái thằng gọi là đầu tàu tự do thế giới mà nó đánh cho ngất ngư nhức đầu sổ mũi luôn. Thằng này ông Trump ông mới nói Make America Great Again là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, tại vì nó hết vĩ đại rồi. Ông mới nói câu làm cho nó mới again, đúng không? Phải không? Tới thằng Anh thì sao? Hôm rồi tôi có nói câu chuyện về Anh cho các anh chị mà chưa nói sâu, thôi một lúc nào đó chúng ta sẽ nói chuyên chủ đề về khối Liên Hiệp Anh, hay lắm. Khối Liên Hiệp Anh á, nó mà thức tỉnh một cái là vô địch thế giới, không đối thủ. Tiếc là nó ngủ quá lâu rồi, nó ngủ mê luôn rồi. Khối Liên Hiệp Anh tới 50 mấy quốc gia trên thế giới nghe chuyện nhà rồi. Việt Giang nằm vùng đây nhóc không? Việt Giang khoác áo đấu tranh, khoác áo chống cộng nhóc không? Chống Tàu luôn.
Một lát nữa chúng ta sẽ nói về phần Việt Nam á, sẽ nói về phần Việt Gian chống Tàu chống Cộng, mà tại sao tụi nó lại lại cũng vẫn là nằm trong mắt xích nhuộm đỏ thế giới này. Ai nuôi tụi nó, ai nuôi tụi nó nằm ở đây chống Cộng chống Tàu mà tại sao lại lại muốn nhuộm đỏ cả thế giới này, ai nuôi tụi nó? Cái đó mới hay á. Tôi biết các anh chị sẽ quan tâm cái đó hơn. Chứ nói trên bệnh viện thế giới, nói về WHO, nói là ví dụ để cho các anh chị thấy là thực sự China Z đang đứng đằng sau những cái thương vụ, kể cả kinh tế lẫn chính trị, các anh chị, ở rất là nhiều quốc gia trên thế giới, bất kể quốc gia nào, ở châu nào, ở châu lục nào mà nó có thể dùng tiền để mua được là nó mua. Nó dùng tiền mua được là nó mua. Mà khi nó đã mua được rồi thì nó sắp đặt cho những nhân vật mà tay sai của nó đứng vào những cái tổ chức mà nó có tầm ảnh hưởng và nó chi phối cả thế giới này. Nó chi phối cả thế giới này. Thì các anh chị nhìn thấy Liên Hiệp Quốc là dễ thấy nhất ha. Đầu tiên, Liên Hiệp Quốc nó còn trên cả WHO, nó là một tổ chức lớn nhất của loài người cho đến thời điểm này. Tạm thời gọi là chính phủ của thế giới. Liên Hiệp Quốc, cái mô hình của nó thực ra là chính phủ của thế giới đó. Nhưng mà chính phủ của thế giới nó không có phải tồi tệ như Liên Hiệp Quốc như vậy đâu. Nó không phải. Nó không có đạt được cái, nó không có đạt được tới đẳng cấp của chính phủ thế giới. Nó không có gánh vác được sự cái vai trò của nó để bảo vệ an toàn cho thế giới này, bảo vệ hòa bình thịnh vượng, bảo vệ tự do và công lý cho thế giới này. Liên Hiệp Quốc nó không làm được. Thành ra cái áo là chính phủ thế giới, nhưng mà cái ruột tụi nó là một tổ chức thổ tả quá, một tổ chức bị xã hội chủ nghĩa quá. Ai đứng đằng sau cái việc xã hội chủ nghĩa quá một tổ chức lớn như Liên Hiệp Quốc, như UN? Có 5 nước lại là ông trùm của thế giới á, là cầm đầu của UN á, cầm đầu Liên Hiệp Quốc á. Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Cộng, Tàu á. Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Tàu. Thì hết thằng Nga với thằng Tàu á, là hai thằng này là trùm nuôi các nước độc tài. Mà độc tài là sao? Tức là nó tập trung quyền lực về cho chính phủ. Thì nó phù hợp với cái kế hoạch thổ tả hóa thế giới, xã hội chủ nghĩa hóa thế giới. Xã hội chủ nghĩa hóa thế giới là tập trung quyền lực hết về cho chính phủ mà tước bỏ dần tự do của người dân. Đúng không các anh chị? Thì Nga với thằng Tàu rõ ràng là nó là hai thế lực lộ liễu ở đó rồi. Nhưng mà còn ba thằng còn lại, thằng Mỹ, thằng Anh với thằng Pháp thì sao? Nếu như 3 trên 2 á, trong 5 thằng 3 trên 2 này thì rõ ràng là Liên Hiệp Quốc vẫn còn cầm cự được, vẫn còn cầm chịch được. Tại vì ba thằng này nếu mà đàng hoàng tử tế, tự do, công chính, chính nghĩa thì vẫn có thể kìm hàng này được. Tại 5 ông vua có 3 ông vua tốt, 2 ông vua xấu, vẫn kìm được, bỏ phiếu hai bang này vẫn thắng mà. Nhưng mà xui cho nhân loại á, thì thằng Mỹ á, nó đang bị tụi thổ tả không hết, Clinton tới Obama nó giật gọi là ngất ngư luôn, nhức đầu sổ mũi luôn. Nó giật nước Mỹ tới nỗi mà muốn banh chành té bẹ luôn, mấy triệu thằng nhập cư rồi cướp bóc rồi giết người rồi hiếp dâm rồi buôn lậu vũ khí rồi buôn lậu hàng hóa rồi buôn lậu ma túy, nước Mỹ muốn banh chành té bẹ hết Clinton tới Obama mười mấy năm trời. Rồi mở cửa biên giới rồi đẩy tất cả các ngành sản xuất nhu yếu phẩm của thằng Mỹ đi qua cho thằng Tàu. China Z nó giàu nó mạnh lên là do hết Clinton tới Obama nuôi, đẩy ngành sản xuất qua là làm giàu cho Tàu, thì nước Mỹ mới bị suy yếu, đúng chưa? Phải không? Là cái thằng gọi là đầu tàu tự do thế giới mà nó đánh cho ngất ngư, nhức đầu sổ mũi luôn. Thằng này ông Trump ông mới nói Make America Great Again là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, tại vì nó hết vĩ đại rồi. Ông mới nói câu làm cho nó mới again, đúng không? Phải không? Tới thằng Anh thì sao? Hôm rồi tôi có nói câu chuyện về Anh cho các anh chị mà chưa nói sâu, thôi một lúc nào đó chúng ta sẽ nói chuyên chủ đề về khối Liên Hiệp Anh, hay lắm. Khối Liên Hiệp Anh á, nó mà thức tỉnh một cái là vô địch thế giới, không đối thủ. Tiếc là nó ngủ quá lâu rồi, nó ngủ mê luôn rồi. Khối Liên Hiệp Anh tới 50+ quốc gia trên thế giới nghe các chị, nằm trong khối này nè. Mà thằng Anh đứng đầu khối Liên Hiệp Anh á, ngay tại thủ đô của nó đây. Thằng cha Hồi giáo làm thằng cha Hồi giáo làm thống đốc thủ đô đó, nó thống đốc cho dễ hiểu, thị trưởng London á,
là Hồi giáo. Một bài Hồi giáo đông vậy nó nhập cư vô London, nó bầu riết thằng này lên làm thị trưởng hoài, không có người nào mà gốc Anh hay là phương Tây hay là thuộc về nền văn minh Kitô hay là Anh giáo hay là Cơ đốc nhân mà được bầu lên làm thị trưởng, không bao giờ bầu lại mấy thằng Hồi giáo. Hai lý do, thứ nhất là Hồi giáo được nó được mở cửa cho vô quá đông, nó đông quá thì số phiếu nó quá nhiều. Lý do thứ hai là người Anh tại London tại chỗ á, họ không chịu đi bầu. Họ nói kiểu gì thì tao đã giàu rồi, nước tao giàu, nước tao mạnh rồi, thôi kệ mẹ, nó có vô làm gì cũng được. Thì nó vô nó cướp, giết hiếp, nó nổ súng, nó đụng xe gì dân dân, miễn không trúng tao thì thôi. Mấy anh Anh vậy đó. Ở đây có anh Quang ở London nè, phải cái tâm lý đó tồn tại biết bao nhiêu lâu của người Anh. Họ không đi bầu. Thì mấy anh Hồi giáo đi bầu, nó bầu người của nó lên để bảo vệ, để tiếp tục mở cửa London, để rước tụi Hồi giáo vô nữa. Một đất nước của God, nước Anh cũng như nước Mỹ vậy. Đất nước under God, đất nước của văn minh Kitô giáo. Các anh chị ở các đạo khác, các anh chị tìm hiểu nền văn minh Kitô giáo thì sẽ hiểu cái câu này của tôi không có ý kỳ thị gì hết, mà cũng không có ý ca ngợi gì hết. Đó là sự thật. Đất nước là của văn minh Kitô giáo mà bây giờ được lãnh đạo bởi một thằng Hồi giáo. Nó ngủ hoài, nó không chịu thức, mà dân Anh nó không chịu đi bầu. Thì nước Anh đó các anh chị thấy vậy, thì chính phủ Anh nó ra làm sao? Thì nó ngồi trong Liên Hợp Quốc, nó cũng ngủ hoài, nó không chịu thức. Nó kể mẹ nó, thế giới này sao thì nước ta cũng giàu rồi, khối ta cũng mạnh rồi. Thì các anh chị biết là Anh nè, Canada nè, Australia nè, trong khối của nó đông lắm, mà tôi chỉ cần điểm 3 thằng thôi trong khối đó đó. Anh, Canada, Australia, 3 thằng đó thôi là nó nằm ở trong 3 trong 7 nước giàu nhất thế giới rồi. Mà thật ra 3 thằng đó là một. À, nhiều người tưởng đó là ba quốc gia, nhưng thật ra không phải, nó là một. Nó là một thôi, nó là nước Anh. Nhưng mà Canada thuộc Anh và Úc thuộc Anh. Cái tên đúng là như vậy đó, nhưng mà ta gọi quen rồi. Ta gọi tên Canada, ta gọi Australia, người ta không hiểu là Canada hay Australia là Anh, là nước Anh. Thành ra ba thằng đó thôi, các anh chị nó cộng lại ai bằng nó. Nó ngủ quên luôn rồi, nó không thèm thức. Thì cuối cùng á, thằng Mỹ thì ngất ngư, thằng Anh thì ngủ luôn, nó ngủ hoài, nó không chịu thức, nó không canh gì hết. Còn thằng còn lại thằng Pháp, thì nãy anh Năng Bùi nói rồi cái cờ mà anh Năng Bùi là hết sức hay. Thằng Pháp á, với thằng Đức ở châu Âu á, là nó đi chàng hãng. Tôi thích cái từ đi chàng hãng lắm. Nó đi chàng hãng vậy nè, tức là làm sao theo tự do, nó cũng không theo tự do, mà theo tụi độc tài cộng sản. Nó cũng không theo, rõ ràng là theo độc tài cộng sản, mà nó theo bên này mớ, nó theo bên kia mớ. Thằng Pháp á, thằng Pháp hay thằng Đức hay thằng Ý gì cũng vậy thôi. Mà chúng ta đang nói tới năm ông vua, thì thằng Pháp bề ngoài nó là một nước tự do, nó luôn ca ngợi các giá trị tự do, nhưng mà nó cũng chính là một trong những nước mà giao thương với ban giao sâu với Trung Cộng nhất tại châu Âu. Một trong những nước ban giao sâu với Trung Cộng tại châu Âu. Trong khi cả thế giới này người ta gọi là chạy hàng Made in China, người ta chạy muốn chết. Thì thằng Pháp nó nghe rục rịch cái vụ 5G của thằng Huawei. Là Pháp nó có một cái vùng đầu tiên của Pháp thử nghiệm công nghệ Huawei nằm tại đây nè, tại nước Pháp. Công nghệ 5G thử nghiệm đầu tiên tại châu Âu là nó đưa vào Pháp. Kế đó là Ý. Rồi kế đó là nghe nói là Thụy Điển hay là gì nữa đó. Thụy Điển là nằm hình như nằm sát vách của chỗ anh Hải luôn. Cũng thử nghiệm luôn. Đúng không các anh chị? Tức là nó bề ngoài nó khoác cái áo là một nước tự do, cổ vũ các giá trị tự do. Nhưng mà bên trong ruột á, thì thằng Pháp hay là thằng Ý hay thằng Đức á, thật ra nó đang tiếp tay cho China Z, cho chế độ Trung Cộng. Nó hoành hành không chỉ châu Âu mà cả thế giới. Vậy thì năm ông vua này, hai thằng này á, là hai thằng trùm nuôi độc tài và khủng bố rồi. Nó muốn nhuộm đỏ cả thế giới rồi, Nga và Tàu. Đúng không ạ? Thằng Pháp ngầm tiếp tay là coi như ba. Thằng Anh nó ngủ hoài không chịu thức. Nó không biết vai trò của nó là gì, nó không biết. Người ta có một chưa được 200 quốc gia nữa, mình nên khối của nó 50 mấy quốc gia rồi. Ông cố nội người ta không? Tức là một nước của nó bằng 50 mấy nước cộng lại, mà nó không chịu thức, nó ngủ rồi. Nó ngáp lên, ngáp xuống rồi. Thế giới thì sao? Tao không biết, tao giàu được rồi. Chịu nổi không? Còn thằng Mỹ thì ngất ngư, nhức đầu sổ mũi, xịt máu cam, nâu con mắt, phù cái mỏ, rụng cái răng. Bởi hết Clinton tới Obama, nó quánh.
nó quánh banh chành nước Mỹ luôn. Các anh chị ở Mỹ, người dân Mỹ, người nào mà có tấm lòng yêu nước Mỹ thật sự, các anh chị sẽ hiểu điều tôi nói, là nước Mỹ gọi là banh chành té bẹ luôn, nâu con mắt phù cái mỏ rụng kia răng bởi Obama và Clinton, đúng không? Ở đây có anh Năng Bùi ở Mỹ nè, có phải Quy nói gì đúng không? Bây giờ ông Trump ông ấy cứ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, hay nước Mỹ trên hết, ông kích thích tinh thần quốc gia dân tộc của người Mỹ, ông đánh thức người Mỹ vậy, thì những người Mỹ mà can trường, cái gen từ thế hệ mà yêu tự do, ghét nô lệ, người ta được đánh thức. À, những người Mỹ can trường, những người Mỹ gốc, những người Mỹ thầm lặng, người ta được đánh thức, thì người ta mới âm thầm, người ta dùng lá phiếu, người ta bầu cho ông Trump với đảng Cộng Hòa. Không phải ông Trump thì cũng có một ông nào đó, một bà nào đó, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại thôi. Tại đó là xu hướng, các anh chị, nước Mỹ nó thức tỉnh. Thì nói điều này để cho các anh chị thấy là cái bọn thổ tả trên cả thế giới này, ngay cả một cái tổ chức lớn như UN á, thì tụi nó cũng thao túng 3 trên 5 quốc gia rồi. 3 rồi. Đúng không ạ? 3 trên 5 quốc gia rồi. Nó nhuộm đỏ UN rồi. Chính vì vậy các anh chị thấy, như ở Trung Đông, cái nước mà tự do nhất của vùng Trung Đông, các anh chị biết cái nước nào mà tự do nhất của vùng Trung Đông không? Nơi mà các anh chị có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do chính trị, tự do thương mại, tự do thị trường, các anh chị được quyền tự do thực hành tín ngưỡng, bất kể các anh chị thuộc tín ngưỡng gì. Ở Trung Đông là chảo lửa của tự do tín ngưỡng rồi đó. Mà nói có một cái quốc gia như vậy đó, tự do tín ngưỡng, tự do tất tần tật ở tại Trung Đông, các anh chị biết đó là nước gì không? AUE, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ha? Không phải đâu anh Sơn Quang, không phải gì đâu, không đúng gì đâu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nó là đồng minh của Mỹ và phương Tây thiệt, nhưng nó là một hình thái bán độc tài, không phải là một nước tự do. À, cảm ơn bạn Quỳnh Huy. Israel. Nước Israel của người Do Thái. Cảm ơn chị Sonia. Đúng rồi, chị Nguyễn My, người Do Thái. Nhỏ xíu vậy nè. Nằm bên phía đông sông Jordan. Họ đã từng bị vong quốc, rồi họ tái lập quốc. Một mình họ phải đối diện với hàng chục kẻ thù cùng một lúc. Thậm chí cuộc chiến 6 ngày năm 67, tôi có kể các anh chị đó, trong 6 ngày nó quánh hết khối, nguyên cái khối Ả Rập, hè nhau quýnh hội đồng, nó chập hết. Một mình nó cân hết khối Ả Rập, cân hết khối Hồi giáo. Nhỏ xíu vậy nè. Nhưng đó là quốc gia tự do nhất ở Trung Đông, thậm chí nó tự do hơn rất là nhiều nước khác trên thế giới này. Nơi đó là của người Do Thái giáo, người Do Thái giáo họ bảo thủ lắm nha các anh chị. Thậm chí người Do Thái không được lấy đạo khác. Người Do Thái còn không được lấy đạo Kitô nữa kìa, cho các anh chị biết. Do Thái nó bảo thủ đến độ như vậy á. Nơi đó là của nước Do Thái, của dân Do Thái, của đạo Do Thái. Nhưng người Hồi giáo sống ở đó hoàn toàn có nhà thờ, được cầu nguyện, được thực hành tín ngưỡng bình thường. Không có người Do Thái nào đe dọa người Hồi giáo khi họ thực hành tín ngưỡng tại Israel. Đất nước duy nhất mà các anh chị có khác biệt tín ngưỡng hay tự do hay là ngôn luận gì đó, dân dân, các anh chị được quyền thực hành tại đó, ở Trung Đông. Nhưng mà mắc cười lắm các anh chị, quay trở lại UN, Liên Hiệp Quốc, nó là chính phủ của thế giới. Nhưng mà trong 10 cái nghị quyết của nó về Trung Đông hồi năm 2019, nó ra 10. Trong 10 cái nghị quyết người ta đếm được tổng cộng tới mười mấy lần á, nhưng mà người ta đếm trong 10 cái nghị quyết về Trung Đông thì có hết 9 nghị quyết lên án Israel, phê phán Israel, công kích Israel, bảo vệ tụi Hồi giáo, bảo vệ các quốc gia độc tài Hồi giáo, tức là các kẻ thù Israel, nó lúc nào nó cũng đòi tiêu diệt Israel, lúc nào cũng đòi biến Israel thành quốc gia Hồi giáo. Trong khi tại Israel người ta cho Hồi giáo thực hành tín ngưỡng bình thường, không có biến những người Hồi giáo thành Do Thái giáo. Mà Liên Hiệp Quốc thì lên án Israel, bảo vệ những nước Hồi giáo. Những nước Hồi giáo là những nước bị hại. Những người Hồi giáo rất là đáng thương. Những người bị hại đáng thương lâu lâu á,
bắn rocket qua đất nước người ta, chết dân người ta, lâu lâu gài mìn, lâu lâu xong qua đập đầu cắt cổ dân người ta, những người bị hại đáng thương kiểu đó đó, mà Liên Hiệp Quốc nó bảo vệ. Còn những người dân Israel, các anh chị biết, những thanh niên nhỏ nhỏ vậy thôi, hoặc là phụ nữ, những đội quân phụ nữ, dân quân tự vệ đó, là người ta phải trong nhà người ta ban đêm ngủ, nhưng mà ta phải để cây súng ở trên giường, trên đầu giường á. Tại sao? Bất cứ lúc nào cũng bị bọn Hồi giáo nó nhào qua thì phải cầm súng chiến đấu, chứ không có đợi tới quân đội được. Quân đội mà nó bảo vệ thì chắc nó luộc nguyên cái làng của mình rồi. Thì người dân Israel lúc nào cũng phải cầm cây súng để bảo vệ tự do cho chính mình, thì lại bị lên án. Bọn kia xông qua đập đầu cắt cổ thì tụi Liên Hiệp Quốc đến thinh không nói. Nhưng mà khi xông qua bị người Israel bắn chết á, thì lên án giết người, giết người. Thì cái kiểu như vậy thì các anh chị thấy có phải là tụi Trung Cộng nó nhuộm đỏ cả mẹ nó cái Liên Hiệp Quốc rồi không? Có phải không? Cái kiểu như vậy thì loài người này đi tới đâu? Kiểu như vậy cái sự an toàn, cái công lý của nhân loại này còn nữa hay không? Nhân loại này còn hai chữ công lý nữa không? Còn cái gì là sự thật, còn cái gì là công lý nữa không? Thì những cái ví dụ mà chúng ta vừa trao đổi với nhau về WHO, về UN, về các quốc gia làm chùm thế giới này đều làm ăn liên kết, nhận lợi ích sâu từ Trung Cộng, để nó biến không chỉ một vài quốc gia của nó mà cả thế giới này đi theo con đường của Trung Cộng, đi theo định hướng của Trung Cộng, tức là nói thẳng ra là thành cộng sản kiểu mới đó, gọi là thổ tả hóa cho nó lịch sự thôi, thực ra nó biến thành cộng sản kiểu mới đó. Thì tất cả những điều này nó là một cái kế hoạch rất là lớn trên phạm vi toàn cầu. Nó là một cái đại dịch thổ tả hóa trên toàn cầu, chứ không phải một hai quốc gia nào hết. Nhưng mà quốc gia nào họ có tinh thần quốc gia và dân tộc, họ thượng tôn lợi ích quốc gia và dân tộc lên trên hết, thì họ sẽ có giống như cái hệ miễn dịch của dân tộc họ. Họ có hệ miễn dịch, họ sẽ chống lại con virus thổ tả, virus xã hội chủ nghĩa, virus rất là quái thai của nhân loại trong thế kỷ này. Tôi nhắc lại cái hệ miễn dịch của một quốc gia dân tộc đó chính là cái ý thức thượng tôn lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Các anh chị không có công thức nào khác đó. Tại sao nước Mỹ nó vẫn cầm cự được mặc dù nó ngất ngư trong cái cơn tấn công của bọn dân chủ thổ tả? Tụi dân chủ thổ tả, tụi Trung Cộng đứng đằng sau, nó tấn công phù con mắt, phù cái mỏ rụng cây răng, xịt máu mũi, nhưng mà nó vẫn đứng được, mặc dù đứng hơi bê bê. Nhìn ông Trump bây giờ các anh chị thấy thê thảm không? Nhìn nước Mỹ bây giờ các anh chị thấy thê thảm không? Nhiều người nói, ủa vậy là con mẹ núm mẹ gì đó nó nói nước Mỹ bây giờ gì đó, vậy là đúng mà, cái đó là chuyện của nó, không phải chuyện của tôi. Một lúc nữa hồi nói tới Việt Nam tôi sẽ phân tích những nhân vật như vậy cho các anh chị nghe. Ý kiến của tôi hoàn toàn khác ý kiến của họ, không có giống nhau. Ý kiến của tôi rất là rõ ràng, bọn thổ tả, bọn dân chủ xã hội chủ nghĩa gồm cả tụi nó đang phá hoại nước Mỹ một cách thê thảm nhất trong lịch sử. Đơn giản gọn nhẹ, dễ hiểu. Ai ở Mỹ sẽ biết. Đúng không ạ? Thì cái cách duy nhất để Mỹ nó chống lại là gì? Là nó thượng tôn lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Nó không có ôm đồm. nó không có ôm đồm. Bây giờ các anh chị thấy mắc cười lắm. Có nhiều người nói, ủa tại sao Mỹ nó không có lo chuyện mà Hồng Kông? Tại sao Mỹ nó không lo chuyện Đài Loan? Tại sao Mỹ nó không lo chuyện Việt Nam? Tại sao? Mỹ là đại ca của thế giới, Mỹ phải lo chuyện sao Mỹ không lo chuyện Trung Đông? Cái tôi hỏi lại, ủa tại sao Mỹ phải lo chuyện của nước khác? Luật nào cho phép, luật nào bắt buộc Mỹ phải lo chuyện của mấy bạn? Rồi có nhiều người còn mắc cười hơn, tại sao ông Trump không giúp cho Việt Nam chống lại tụi Tàu? Rồi tại sao ông Trump không làm chuyện này, tại sao ông Trump không làm chuyện kia cho dân này dân nọ? Nước nào xảy ra chuyện gì cái cũng nói tại sao ông Trump không làm. Cái người ta hỏi lại, ủa ông Trump là tổng thống của nước nào? Ông Trump là tổng bí thư kim chủ tịch nước của nước Việt Nam hả? Phải không? Phải ông Trump là tổng bí thư kim chủ tịch nước kim tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam không? Nếu không thì đừng hỏi sao ông Trump không làm chuyện này chuyện kia cho Việt Nam.
hỏi mấy câu đó là nó xàm vậy lắm. Và những người nói tại ông Trump nói cái này, tại ông Trump nói cái kia, mà ở Việt Nam ông Trump nói đăng cái tweet này nè, mà ở Việt Nam có thằng khùng này, con điên này đi mua thuốc uống chết, là tại lỗi ông Trump. Là mấy người đó, thứ nhất lấy quần thay cơm, lấy quần thay nón, hoặc thứ hai là đỉ điếm khoác áo đấu tranh, không có loại nào khác hết chứ. Một là ngu ngục, hai là đỉ điếm khoác áo đấu tranh, không có loại khác trong hai loại đó thôi. Liên quan gì chị, ông Trump ông đăng gì kệ mẹ ông, ông có quyền tự do ngôn luận của ông. Các anh chị nên nhớ nè, ông đăng bậy, người dân Mỹ gạch ông, không bỏ phiếu cho ông. Còn cái chuyện thằng nào bá dơ, con nào khùng điên, ba ke nào, ba trợn, ba ke nào đó, tự nhiên nó nghe ông đăng tầm bậy tầm bạ, nó không hiểu gì hết. Tiếng Mỹ còn chưa hiểu, tiếng Việt còn chưa viết cho rành nữa, dòng cái tuổi Hán nô mà viết tiếng Việt xong mà rành, mà đòi đọc tiếng Mỹ, đọc không hiểu đi mua thuốc về uống chết, đỡ thừa do ông Trump. Trời ơi, nó rảnh, tôi chưa từng thấy, không từng thấy cái dân tộc nào mà nó rảnh, mà nó khùng, mà nó ngu ngục như vậy. Mà chửi ơ là chửi, chu đầu chửi. Lát nữa chúng ta nói thì cái bài đó vui lắm. Rồi, như vậy, những cái ví dụ vừa qua cho các anh chị thấy, rõ ràng là những cái tổ chức lớn nhất của thế giới, những cái nhân vật mà có ảnh hưởng nhất của thế giới, mà nó bị thổ tả quá, thì đều nhận lợi ích được nuôi nấng bởi China Z, bởi tụi Trung Cộng. Nè các anh chị, thì điều đó cho thấy là gì? Nó củng cố cái điều mà hôm qua chúng ta nói với nhau, là China Z, thằng Trung Cộng á, nó là đầu sỏ đang gieo rắc con virus cộng sản xã hội chủ nghĩa kiểu mới trên toàn thế giới, bởi nó dẫn dắt. Bởi vì với công thức này thì nó làm trùm thế giới, nó sẽ làm trùm bá chủ thế giới được. Còn nếu như cả thế giới mà được dẫn dắt bởi nền kinh tế tự do, tư bản chủ nghĩa, không theo sau chủ nghĩa, thì nó sẽ không dẫn dắt được thế giới, nó sẽ càng ngày càng bị cô lập. Bởi vì cái giá trị cốt lõi của một đất nước xã hội chủ nghĩa, nó mâu thuẫn với giá trị cốt lõi của một đất nước tự do. Anh chị nhớ nha, cho dù mày là dân chủ xã hội của chủ nghĩa như cái thằng Bernie Sanders tuyên bố biến nước Mỹ thành xã hội chủ nghĩa, cho dù mày là xã hội chủ nghĩa Mỹ đi chăng nữa, thì mày cũng sẽ mâu thuẫn với các giá trị tự do, thì các nước tự do sẽ cô lập mày. Thằng Trung Cộng nó biết điều đó, nó phải tung con virus xã hội chủ nghĩa, gọi là virus thổ tả đó, hay là virus cộng sản kiểu mới đó, tôi nhắc đi nhắc lại hoài để cho các anh chị biết ba cái đó là một. Nó phải tung con virus này ra khắp thế giới, nước nào mà nhận tiền cắn cạp là dính hết, các tổ chức nào nhận tiền cắn cạp là dính hết, để nó làm trùm thế giới. Đó là công thức của nó, đó là công thức của bọn China Z. Nó cũng na ná như hồi Đức Quốc xã, anh chị, nó cũng tung tiền để nó mua cả châu Âu, nó mua đặc biệt là nước Pháp và nước Anh thời điểm đó, nó mua ảnh hưởng của hai nước đó để châu Âu rơi vào dòng ảnh hưởng của nó. Thằng nào cũng vậy, các anh chị, gọi là có tư tưởng bá quyền á, Nazi của Đức hay China Z của Trung Cộng cũng giống nhau, tư tưởng bá quyền á, nó đều muốn gom về nó hết, gom thế giới này về nó hết, hoặc là gom, ít nhất cũng phải là gom châu lục về cho nó. Thì muốn bá quyền là nó phải biến các nước khác theo đường lối của nó để nó cai trị, để nó lèo lái. Anh chị có hiểu công thức này không? Thì chốt lại, trên bình diện quốc tế chúng ta tạm kết luận chính Trung Cộng China Z là nước đang dẫn dắt phong trào cánh tả của thế giới này, không phải Nga Xô nó sụp rồi nghe các anh chị. Chính China Z là nước đang dẫn dắt phong trào cánh tả trên cả thế giới này, và chính nó cũng dùng tiền để nuôi nấng các nhân vật, các tổ chức dân chủ cánh tả trên cả thế giới này, bất kể tụi đó nói tiếng gì. Tôi nói khúc này các anh chị nghe, các anh chị rõ không ạ? Chính China Z nó dùng tiền để nó nuôi nấng các tổ chức dân chủ cánh tả trên cả thế giới này, bất kể cái tụi đó nó nói tiếng gì. Rõ không? Khúc này có gì khó hiểu không? Nói điều này để cho các anh chị hiểu nè. Bây giờ quay trở lại Việt Nam của chúng ta. Vậy thì ở Việt Nam, cái dịch thổ tả ở Việt Nam hiện nay ra sao? Và điều gì để cho thấy là tụi Trung Cộng nuôi nấng cái dịch thổ tả đang phát triển rầm rộ ở Việt Nam? Ở Việt Nam hay là cộng đồng người Việt ở các nước khác nữa?
dấu hiệu nào hay là cái tổ chức nào hay nhân vật nào mà các anh chị cảm thấy là nó đáng nghi ngờ, nó có gắn liền lợi ích với China Z? Điều này nó thiết thực với cái công cuộc đấu tranh của chúng ta lắm nghe các anh chị. Sẵn tôi nói luôn nha các anh chị, trong cái cuộc vận động mà phục hoạt Hiệp định Paris năm 1973 thì ban vận động, thật ra tôi không có nằm trong ban vận động đâu, tại vì một trong những đường lối mà tôi cảm thấy khả thi nhất thì tôi liên tục kêu gọi hơn nửa năm trước rồi, là phục hoạt Paris năm 73 đặng Việt Nam có tổng tuyển cử để tránh đổ máu, để Việt Nam bước qua tự do mà nó tránh cái hậu quả tang thương nhất, thì tôi chọn tôi kêu gọi thôi chứ tôi không nằm trong ban vận động. Tôi minh định với các anh chị một điều rõ ràng nha, thì ban vận động á ở tại Hoa Kỳ á, họ mới làm một cái thỉnh nguyện thư gửi đến tòa Bạch Ốc chính quyền Donald Trump á, để yêu cầu chính quyền Donald Trump á thực thi cái công luật BL93559, công luật này của Quốc hội Mỹ năm 1975, tháng 4 năm 75 các anh chị. Mà cái công luật đó trước khi miền Nam chúng ta bị cộng sản xâm lăng lận. Mà tới thời điểm này không có tổng thống Mỹ nào thực thi. Là nó bắt buộc tổng thống Mỹ phải can thiệp để cho miền Nam vãn hồi, miền Nam có hòa bình, miền Nam không có rơi vào chiến tranh, tức là không bị xâm lăng á. Và miền Nam tiến tới tổng tuyển cử để có một bộ máy chính quyền dân chủ. Công luật này nó đơn giản gọn nhẹ vậy đó, kèm theo đó là còn viện trợ đồ các cái đủ thứ hết, nhưng mà chúng ta chỉ cần có một cuộc tổng tuyển cử mà thôi. Thì cái cuộc vận động này nè, thỉnh nguyện thư này gửi tới tòa Bạch Ốc á, nó dấp phải rất là nhiều nhân vật dân chủ đấu tranh chống cộng người Việt, kể cả tại Mỹ, không chỉ tại Mỹ đâu, khắp nơi trên thế giới mà tại Mỹ là thấy rõ nhất. Nó dấp phải sự phản đối, sự công kích, thậm chí sự phá hoại của họ luôn. Vậy thì điều này cho chúng ta thấy điều gì? Cho chúng ta thấy điều gì các anh chị? Có những nhân vật các anh chị biết họ có những cái kênh truyền thông cá nhân họ làm thôi. Người đặt tên TV viết đâu, channel Chinese đâu, chứ thật ra là những cái kênh cá nhân thôi. Đằng sau đó tôi biết có những kênh ấy, được những cái thằng tỷ phú gốc Tàu nó thổi tiền tạo cộng á nghe các anh chị, nó rõ là cào cộng chứ phải được Tàu Đài Loan hay Tàu Hồng Kông cũng đỡ nha. Được tỷ phú gốc Tàu cộng mà nó là con cháu của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, tức là tụi Việt Cộng và Nam Cộng á, nó thổi tiền để cho những cái kênh này thu hút khán giả, mua like, mua view, rồi bắt đầu quảng bá đồ ra, nó tạo sự sức ảnh hưởng dần dần. Thì những cái kênh này á, nó tạo một sự ảnh hưởng rất là lớn với bà con không chỉ ở hải ngoại mà cả quốc nội nữa. Nhưng mà họ không chỉ không ủng hộ ký thỉnh nguyện thư gửi tòa Bạch Ốc để buộc Tổng thống Trump thực thi cái công luật này, mà cái công luật này để giúp cho miền Nam có tổng tuyển cử, thoát cộng nô, thoát hán nô, thoát bất kỳ nô luôn. Họ không những không ủng hộ nó, họ sống tại Mỹ nha tôi nhắc, mà họ còn quay lại phá hoại nó luôn. Tại vì đằng sau họ nó có tụi cộng sản thổi tiền vô mà các anh chị không biết. Thậm chí tụi cộng sản đó nó làm ăn ở tại Trung Cộng chứ không phải là chỉ là Việt Cộng nữa. Nhiều người rất là bất ngờ, thậm chí là thất vọng, rồi thắc mắc tại sao những nhân vật này rất là nổi tiếng ảnh hưởng như vậy mà không đứng về công cuộc chung, những nhân vật đấu gọi là có số má trong làng đấu tranh mà không đứng về công cuộc chung. Thì tôi trả lời với các anh chị luôn, sẵn tôi trả lời các anh chị luôn, chúng ta thường hay bị nhập nhằng giữa hai loại. Loại thứ nhất á,
là họ dùng miệng để thực thi quyền tự do ngôn luận của họ. Tôi nhấn mạnh chỗ này nha, tôi không có bác bỏ cái quyền của người ta. Họ dùng miệng để thực thi quyền tự do ngôn luận của họ, và họ dùng cái điều đó đó, cái sự nổi tiếng đó đó, cái gì, cái quyền tự do ngôn luận của họ đó đó, để họ kiếm tiền. Còn loại thứ hai, nhìn bề ngoài cũng giống hệt như loại thứ nhất, họ cũng dùng miệng, bên đây nói họ cũng nói, bên đây viết họ cũng viết, bên đây like họ cũng like, bên đây họ làm truyền thông, bên đây cũng làm truyền thông. Nhưng họ không phải dùng điều này để kiếm tiền, cũng không đơn thuần là thực thi quyền tự do ngôn luận, mà họ dùng điều này để bảo vệ các giá trị và lợi ích của quốc gia và dân tộc. Để khơi dậy, để làm sống dậy, rồi để phát huy và để bảo vệ các lợi ích và giá trị cốt lõi của quốc gia và dân tộc. Loại này nè, mới là loại mà các anh chị cần, chúng ta cần. Quốc gia và dân tộc cần, tổ tiên tiền nhân cần. Thậm chí con cháu chúng ta trông cậy vào loại này nè. Còn cái loại này nè, ok, các anh chị được quyền tự do ngôn luận, các anh chị được quyền thực dùng miệng kiếm tiền, dùng miệng kiếm tiền, trời, thế giới này đầy. Phải không? Dùng miệng kiếm tiền, Sài Gòn đầy, thành phố Hồ Bả Chó, tối tối, khuya khuya, ra đường đứng đầy. Các anh chị có quyền. Nhưng nếu các anh chị, chúng ta phân biệt được rõ ràng hai loại này nè, thì cái loại này nó không có giá trị gì trong công cuộc đấu tranh của chúng ta hết á. Nó không có giá trị gì đối với quốc gia, dân tộc chúng ta hết. Mà người Việt chúng ta, có một lần tôi có cái like, các anh chị không biết còn nhớ không à, bầy đàn và cảm tính là kẻ thù của dân tộc. Nếu như làm ơn làm phước mà các anh chị cứ nghe hết tất cả các like của tôi, các anh chị sâu chuỗi lại là nó sẽ giải quyết được hết tất cả các vấn đề rút mắt của chúng ta. Tôi không phải tự tin mà quá đáng để nói điều đó, nhưng mà tôi nghiên cứu hết tất cả những góc cạnh của vấn đề mà chúng ta đang đối mặt, tôi mới làm từng like một. Nghe các anh chị, 400-500 like rồi chứ không phải là một nữa. Thì bày đàn và cảm tính khiến chúng ta không phân biệt được cái loại dùng miệng kiếm tiền này. Chúng ta tưởng nó là người đấu tranh, tưởng nhân vật đấu tranh, tưởng nó là dân chủ, tưởng nó là chống cộng, ba la ba lý. Không phải. Mà hễ mà các anh chị làm cái này để kiếm tiền á, thì sẽ có những thằng nó đứng đằng sau á, nó dùng tiền nó thổi vô các anh chị. Cái chuyện này nè, mày không được làm thì ông cố nội tụi nó cũng không dám làm. Các anh chị có hiểu không ạ? Anh chị hiểu không ạ? Tổ Việt Cộng đứng đằng sau, nó nói mày không được ký Hiệp định Paris năm 73, mày phải kêu gọi fan của mày chống lại Hiệp định Paris năm 73, mày không được cho chính quyền Trump kích hoạt cái công luật BL-93559, tại vì kích hoạt cái đó là tụi tao bóc ship mà ăn. Tụi tao mà bóc ship ăn thì mày cũng bóc ship mà ăn. Thì mấy cái này nó có ủng hộ chúng tao. Mấy này nó còn ủng hộ chúng ta nữa không? Nói tới này các anh chị hiểu không? Hiểu chưa? Hoặc là để tôi nhắc lại cái nữa. À, ai sẽ phản đối Paris năm 1973? Ai sẽ phản đối phục hoạt hòa đàm Paris năm 1973? Câu hỏi này tôi hỏi rất là nhiều lần và tôi trả lời rất là nhiều lần luôn rồi. Có 3 loại người phản đối Paris năm 73. Tôi nhắc lại nha. Loại thứ nhất là Trung Cộng, China Z á. Tại sao? Tại vì Paris năm 73 ít nhất nó sẽ có tổng tuyển cử ở nửa nước. Ít nhất nha, ít nhất tối thiểu sẽ tổng tuyển cử ở miền Nam. Tại vì hiệp định đó nó nói gì đó. Mà tổng tuyển cử miền Nam tức là phải trả lại vị tuyến 17 cho miền Nam, một quốc gia mới. Quốc gia gì thì tôi không biết, do người dân quyết định. Nhiều người xàm xàm xí xí nó phục hoạt cái này đặng Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Cái đó là sai, nó bậy, nó không đúng. Không có Việt Nam Cộng Hòa nào trở lại vì phục hoạt cái này. Mà phục hoạt cái này nó sẽ đẻ ra một thể chế chính trị tự do mới ở miền Nam. Thể chế đó là gì? Là để Tam Cộng Hòa thì do người dân miền Nam quyết định. Hoặc nó là một nước Cộng Hòa Liên bang miền Nam cũng do người dân miền Nam quyết định. Nước gì thì tôi không biết. Tôi không có quyền đó. Các anh chị cũng không có quyền đó. Đúng không? Thì phân nửa nước này nè, nó sẽ lấy lại vĩ tuyến 17, tức là lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa. Điều này đã được minh định bởi Liên Hiệp Quốc, bởi Hiệp định Geneva 54 và trước đó nữa bởi một cái cuộc
một cái hiệp định ba bên của các nước trước khi kết thúc Thế chiến. Mà khi cái nước mới của miền Nam này nè, nó lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa, thì thằng Trung Cộng nó không còn đường đi ra Biển Đông được nữa. Nhất đới nhất lộ của nó, tức là một vành đai, một con đường bị cắt đứt ngay chỗ này, mà chỗ quan trọng nhất nó muốn lấy chỗ này. Và cái nguồn dầu khí cũng cũng như tất cả tài nguyên của Biển Đông mà nó đang thèm khát bao nhiêu năm nay, nó đang lấy luôn, nó sẽ bị dừng lại. Tại vì nó chỉ cần điều một con tàu vô đây thôi, thì á, cái nước mới này nè hoàn toàn có thể liên minh với Mỹ, với Nhật, với Hàn Quốc, với Úc, với Ấn Độ, vân vân, đánh nó tại đây mà hợp pháp. Tại vì đây là nước, là đất của tao, biển của tao, đảo của tao, mà nước này sẽ không phải là nước tay sai của Trung Cộng nữa. Thành ra cái thằng Trung Cộng nó phải nhất quyết phá cho bằng được Paris năm 73. Tại vì nó mất cái chiến lược biển của nó, mất cả nhất đới nhất lộ của nó, mất cái chiến lược thâu tóm cả thế giới của nó. Nó chỉ hiểu cái điểm này. Cái điểm này là cái điểm mấu chốt, mà cái điểm giết thằng Trung Cộng. Nó phải giết bằng được thằng Trung Cộng chỗ này. Thằng Trung Cộng sẽ sụp đổ ngay chân chỗ này nè, chỗ Paris năm 73 nè. Thành ra nó phá cho bằng được, các anh chị hiểu không? Bất kể thằng nào mà đứng ra phá cho bằng được cái việc phục quạt Paris năm 73, thì các anh chị nhận diện ngay, nó hoàn toàn có thể là thế lực thứ nhất, Trung Cộng. Mà hôm nay chúng ta nói rõ rồi, Trung Cộng nó nuôi nguyên cái đám dân chủ thổ tả xã hội chủ nghĩa trên khắp thế giới, thì kiểu gì mà trong đám nó không phá hiệp định này, các anh chị hiểu không? Kiểu gì mà đám đó không tích cực phá cái hiệp định này. Đó là đám thứ nhất. Còn đám thứ hai, các anh chị nói Việt Cộng. Thực ra nói Việt Cộng thì nó không rõ ràng lắm. Việt Cộng có nhiều loại Việt Cộng. Việt Cộng nó có tới nếu mà chia về cái hệ mà cái trục bưng bô á, thì nó có một loại Việt Cộng là Nga Nô và một loại Việt Cộng là Hán Nô. Tức là nó có một đám Việt Cộng bưng bô tụi Nga thì gọi là Việt Cộng Nga Nô, còn một loại Việt Cộng là bưng bô tụi Tàu gọi là Việt Cộng Hán Nô, các anh chị hiểu không? Thì cái loại Việt Cộng Hán Nô á, là nó sẽ chống bằng được cái Paris năm 73 này, tại vì nó bưng bô tụi Tàu, nó đứng về cái lợi ích Tàu, nó không bao giờ để cho cái Paris 73 tái lập. Tại vì nếu cắt đất nước ra làm hai, chúng ta có đất nước mới, thì Biển Đông sẽ thuộc về đất nước mới ở miền Nam, thì tất cả quyền lợi của tụi Tàu sẽ bị sụp đổ. Tàu sụp đổ thì Tàu bóc xít mà ăn, Tàu bóc xít ăn thì ai nuôi tụi Hán Nô? Các anh chị hiểu không ạ? Việt Cộng là Việt Cộng nào là gì đó. Còn tụi Việt Cộng Nga Nô thì lại hoàn toàn ủng hộ Paris năm 73. Có một cái loại Việt Cộng ủng hộ Hiệp định Paris năm 73. Để tôi nói rõ chỗ này cho các anh chị nhận diện tụi nó. Tụi nó hoạt động tích cực lắm, nhưng mà nó khùng khùng điên điên, ngu ngu dốt dốt. Việt Cộng là bản chất không thay đổi. Cho dù các chị đừng có nhìn thấy mà nó ủng hộ, các chị tưởng nó là phe ta, tưởng nó là người Việt quốc gia, không phải. Nó là Việt Cộng Nga Nô, các chị nên nhớ nha, bọn Nga Nô đông lắm đó. Nó ủng hộ tại vì lợi ích dầu khí của tụi Nga Xô á, Việt Xô Petro nằm đây nè, các chị quên nè. Lợi ích dầu khí ở Biển Đông á, tụi Nga nó còn khai thác được ở đây nè. Cắt cái này ra làm đôi đi chăng nữa thì nước tự do này cũng đâu phải là kẻ thù của Nga. Đúng không? Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ngày xưa cũng đâu phải là kẻ thù của Nga. Chúng ta là kẻ thù của thằng này mà. Đúng không? Thằng Nga nó cũng đâu có đưa quân qua xâm lăng miền Nam chúng ta, nó đưa vũ khí khí tài thôi, nhưng mà thằng Tàu nó đưa quân qua có. Chúng ta không phải là kẻ thù trực tiếp của thằng Nga. Nói vậy cho nó đúng, cho rõ ràng. Thì cho dù đất nước này có tự do đi chăng nữa thì thằng Nga nó chơi với Đức được, nó chơi với Pháp được, nó chơi với châu Âu được, thì nó chơi với nước này được. Thằng Nga hoàn toàn có thể chơi được. Và cái bọn Việt Cộng Nga Nô nó lợi ích kinh tế ở miền Nam này khủng khiếp lắm các anh chị. Khủng khiếp lắm. Hầu hết các tập đoàn kinh tế lớn đều nằm trong tay tụi Nga Nô, tụi Việt Cộng Nga Nô. Tôi nói vậy cho các anh chị biết. Hôm nay cái tụi Việt Cộng Hán Nô của Trọng Lú đang ra sức cướp lại với cái chiêu bài đốt lò đó, đốt cái lò tôn đó. Thật ra là cướp lại, tụi Hán Nô đang cướp lại của tụi Nga Nô. Thì cái tụi Nga Nô đó nó sẽ ủng hộ Paris năm 73, nhưng nó không phải là người Việt quốc gia. Tôi nhắc lại các anh chị nha, thì chừng nữa chúng ta sẽ nói về cái khúc này sao, giải quyết chuyện này như thế nào, tính sao nha. Rồi còn một loại Việt Cộng nữa, ngoài tụi phân theo kiểu Hán Nô Nga Nô á, thì còn một loại nữa là trong cái đám Nam Cộng nè, phân theo kiểu Bắc Cộng với Nam Cộng á, thì cái đám Bắc Cộng á là nó kiên quyết chống lại Paris năm 73 nếu phân theo địa lý nha các anh chị.
Nhưng mà trong cái đám Nam Cộng này thì nó lại kiên quyết ủng hộ Paris năm 73. Các anh chị hiểu mà, phân theo địa lý là chúng ta có Nam Cộng và Bắc Cộng, mà cái này nhìn rõ lắm, đúng không? Tụi Bắc Cộng là sẽ chống lại, phá hoại bằng mọi cách, phá hoại bằng mọi cách. Thì có những thằng dân chủ đi chăng nữa, mà dân chủ trong khuôn khổ của Bắc Cộng thì nó sẽ chống lại Hiệp định Paris năm 73. Còn những thằng dân chủ trong khuôn khổ của Nam Cộng thì nó sẽ ủng hộ, nó vuốt ve những cái nhóm mà tái lập Hiệp định Paris năm 73. Các anh chị có hiểu khúc này không ạ? Tại sao? Tại vì nếu cắt ra làm hai á, thì cái tụi Nam Cộng á, nó ở trong đây nó vẫn sống khỏe. Tụi Nam Cộng nó là công dân một nước mới ở miền Nam, tự nhiên đụng cái nó trở thành người tự do, nó không còn là người một nước độc tài nữa. Nó khỏe lắm. Mà nó sẽ thoát được cái ách Bắc Kỳ Nô. Tụi Nam Cộng từ năm 76 tới giờ nó là Bắc Kỳ Nô. À, chúng ta là Hán Nô và Cộng Nô, còn tụi nó đâu phải là Cộng sản là ngon, tụi nó là Bắc Kỳ Nô và Hán Nô. Tại sao? Tại vì mọi lợi ích nó cướp được á, là phải cống nạp về cho Bắc Kỳ, có phải là tụi nô lệ không? Tụi Nam Cộng là nô lệ của tụi Bắc Cộng. Rồi mọi lợi ích nó kiếm được phải chia sẻ về cho Trung Cộng nữa, có phải là vừa Hán Nô vừa Bắc Kỳ Nô? Thì cái tụi Nam Cộng này là nó thù hằn tụi Bắc Cộng dữ lắm, chứ không phải chơi đâu. Thì nó luôn khao khát được cắt đất nước để làm hai, để nó tiếp tục làm trùm ở đây, mà cái vùng này mới vào, cái vùng miền Nam mới vào. Trong đầu nó có đủ dự tính đó. Nó nuôi những tổ chức dân chủ mà các anh chị biết nó đông như quân Nguyên, chứ không phải đơn giản đâu. Đông như quân Nguyên luôn. Thậm chí đến độ những tổ chức mà ngay cả Mỹ nhìn vô cũng tưởng là tổ chức dân chủ của Việt Nam. Tiền ở Mỹ rót vô cho tụi nó hoạt động luôn. Có những đảng phái, những tổ chức bên ngoài, bên hải ngoại, bên Mỹ rót tiền cho tụi nó hoạt động. Nhưng cuối cùng nó hoạt động chỉ để làm cho đảng tốt dần lên thôi, là đám này nè. Cái đám Nam Cộng nó nuôi nè. Mà chùm nuôi đám Nam Cộng chính là tụi Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam nó còn sót lại đó. Các anh chị tưởng sau năm 76 là tụi Bắc Cộng nó xử hết tụi miền Nam Việt Nam bằng một cái hội nghị hiệp thương. À, nó đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhân dân, rồi nó sắp ghế cho tụi Nam Cộng ngồi phó, nó làm chánh. Từ Nam chí Bắc, Bắc Kỳ lãnh đạo, còn Nam Kỳ là phó. Thì các anh chị tưởng vậy là Mặt trận giải phóng miền Nam tiêu rồi. Không đúng, không có tiêu. Tôi nói rõ khúc này để cho các anh chị thấy. Nó cho những thằng trùm Nam Cộng á, ngồi những cái vị trí mà nó kiếm tiền gọi là đếm không hết luôn. Thằng Bắc Kỳ nó khôn lắm các anh chị. Tụi Bắc Kỳ nó khôn lắm, tại vì tụi Trung Cộng dạy tụi nó mà. Nó khôn mà nó ma lanh lắm. Nó cho những thằng trùm Nam Cộng ngồi những vị trí mà đếm tiền không hết. Cụ thể như thủ tướng. Thủ tướng điều hành kinh tế đếm tiền đâu có hết. À, miễn sao mày cứ gom tiền vậy nè, mày nộp thuế về cho Bắc Kỳ, nộp thuế về cho tụi Ba Đình Hà Nội. Còn lại là các tập đoàn kinh tế mày, em mày, cháu mày gì đó vô nắm, mày gom tiền, mày cướp được nhiêu mày ăn mày xài. Nó cho mấy thằng thủ tướng là miền Nam là như vậy đó các anh chị. Thì khi có những thằng trùm Nam Cộng của Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam nó làm giàu như vậy á, thì nó sẽ kìm để cho những thằng đàn em của nó kiếm tiền. À, những thằng đàn em nó đi cướp của doanh nghiệp thì lại cướp của người dân đó. Rồi cuối cùng tiền chảy về bên đây một mớ, và tụi nó vô túi một mớ. Thì cái tụi Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam á, nó vẫn kiếm tiền được, vẫn sống được, thì nó sẽ cam tâm tình nguyện làm Bắc Kỳ Nô và Hán Nô hoài. Mỗi một năm nó biết nội Sài Gòn thôi, nộp về mấy trăm ngàn tỷ cho Hà Nội. Nó biết chứ sao không biết. Nó nhìn thấy số tiền nó đau xót lắm. Mấy chục tỷ đô đau xót lắm. Nó muốn giữ lại lắm, nhưng mà nó không dám. Nếu mà mày la lên á, thì tao sẽ đốt lò mày. À, tao sẽ bắt mày cái tội ở Thủ Thiêm. Tao sẽ bắt mày ở cái tội ở Nhân Trạch. Tội của mẹ gì đó, dòng thức cướp đất đều chờ từ Nam với Bắc, chỗ nào mà chẳng cướp đất. Bắt là dính thôi. Thì á, mày phải im, mày nộp tiền thuế về cho tao ăn thì tao cho mày điên cướp tiếp. Thì những thằng Nam Cộng là những thằng tồi tàn, điếm đèn, thú tính mang rợ khát máu. Mà nó tồi tàn, đáng phỉ nhổ còn hơn những thằng Bắc Cộng. Tại vì nó cam tâm tình nguyện làm Bắc Kỳ Nô và Hán Nô để nó hút máu người dân của nó. Anh chị thấy nó khốn nạn, nó tanh hôi khủng khiếp lắm. Thì nói với các anh chị, nói tới lúc này các anh chị có hiểu rõ bản chất của tụi nó chưa? À, thì cái tụi này nè, nó làm giàu, nó kiếm tiền, nó biết tiền mỗi năm nộp về ngoài này, nó biết luôn. À, nó biết hết.
Thành ra nếu như có một cái gì đó mà lăm le cắt được Việt Nam ra làm hai mà tiền không chảy về Bắc được nữa, tụi Bắc Kỳ này mà nó có trở thành một tỉnh của tụi China đi chăng nữa thì tụi Nam Cộng nó cũng chẳng quan tâm. Chỉ có chúng ta là người Việt quốc gia chúng ta mới cảm thấy đau đớn khi Việt Nam bị mất. Chứ tụi Nam Cộng mà đau đớn mẹ gì, giống như tụi Bắc Cộng cướp được miền Nam nó biến chúng ta thành nô lệ nó cũng chẳng đau đớn mẹ gì. Cộng sản là giống hệt nhau, không có tinh thần quốc gia và dân tộc. Mà tinh thần quốc gia và dân tộc tức là cái, nhắc lại nha, cái gì nãy tôi mới nói để cản lại cái dịch thổ tả hệ miễn dịch của quốc gia dân tộc. Không có tinh thần quốc gia dân tộc các anh chị mất hệ miễn dịch, các anh chị hiểu cái đó không ạ? Thì tụi Nam Cộng cũng vậy, nó cắt cái này ra làm hai, chỗ này mà có thành tỉnh của Hán tụi nó cũng không quan tâm, nó biết nó giữ lại lợi ích ở đây, nó giữ lại kinh tài của nó ở đây, nó giữ lại đàn em đàn Úc ở đây, các tập đoàn kinh tế nó còn nắm ở đây mà nó giàu nữa. Thì ở đây có tổng tuyển cử nó bỏ tiền thì nó thành lập đảng mới, à nó lột áo nó cũng trở thành một một công dân tự do, chủ tịch đảng của một nước tự do cũng được, ở đây nó giữ được lợi ích. Thì tụi Nam Cộng nó đang tích cực ủng hộ ngầm phong trào tái lập Paris năm 73. Tôi nói để các anh chị nhận diện nha, chứ không phải chỉ có tụi cái tụi chống á, là cái tụi giặc, cái tụi ủng hộ cũng có tụi giặc. Nói để cho các anh chị hiểu tụi giặc là tụi nào để nhìn cho rõ. Dĩ nhiên tụi nó ủng hộ mà bằng lá phiếu thì welcome, mày mày bỏ phiếu mày mày ký thỉnh nguyện thư càng nhiều càng tốt. Thậm chí hôm nay mà ông Nguyễn Xuân Phúc với bà Kim Ngân á, mà tuyên bố dời hết trụ sở về miền Nam nè, hoạt động tạm thời đang có dịch nè, thiết quân lực trên toàn quốc, cắt vi tuyến 17 ra thiết quân lực miền Nam rồi á, cho phép người dân ký thỉnh nguyện thư, mình cũng im im cho tụi nó làm luôn. Tại vì biết sao, nó sẽ tiến tới một cuộc tổng tuyển cử thiệt tại miền Nam. Vấn đề còn lại của chúng ta là gì? Những đảng phái, những hội đoàn, những tổ chức bao nhiêu năm nay hoạt động ba la chống cộng dân chủ gì đó, vân vân, làm ơn làm phước về đây vận động tranh cử để lèo lái đất nước, đừng có để tụi nó leo lên đầu dân nữa. Tôi chỉ mong có một điều, một duy nhất vậy thôi đó, làm ơn làm phước. Mà tụi nó có cơ hội là tụi nó làm đó. Tôi nói thiệt các anh chị, các cái tụi Nam Cộng có cơ hội là làm đó. Tại vì lợi ích của tụi nó là trên hết, lợi ích của bản thân tụi nó là trên hết. Nói gì các anh chị hiểu hiểu bản chất tụi nó không? Rồi thì chính cái tụi này nè, cái tụi này nè là nó nuôi rất là đông đám dân chủ và chống cộng hải ngoại lâu nay á. Tại sao các anh chị biết không? Tại vì nó căm thù tụi Bắc Cộng lắm, nó ghét lắm, ăn cướp trên đầu cha của nó mà, nó ăn cướp trên đầu cha của dân, tụi Bắc Cộng ăn cướp trên đầu cha của nó. Thành ra tụi Nam Cộng nó, tụi mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam á, nó ghét tụi Bắc Kỳ, nó nuôi cái đám dân chủ với chống cộng đông như quân nguyên để chống lại tụi Bắc Kỳ, chống lại Bắc Cộng. Các anh chị nghe cho rõ nha. Tôi nói một hồi là các anh chị nhận diện được nhân vật nào luôn, nhận diện được nhóm nào luôn. Nó nuôi tụi dân chủ để chống lại Bắc Cộng, nhưng cái đám này không bao giờ đụng vô cọng lông chân của tụi Nam Cộng. Ha, các anh chị để ý, các anh chị thấy à, từ từ chúng ta thế giới bây giờ dễ lắm các anh chị, từ từ là mặt nạ nó sẽ rớt 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 xuống rớt rồi gọi là làm mẹ Trần Minh xưng xưng mẹ mẹ này mẹ kia cũng rớt mặt nạ rồi đó, các anh chị thấy không? Rớt hết các anh chị không, sự thật là sự thật, các anh chị không thể nào phát bất cứ tấm áo nào trong cái giai đoạn hiện nay. Rồi cái đám này không chỉ nó nuôi cái đám dân chủ và chống cộng khắp thế giới, gốc Việt cái nghe, khắp thế giới để chống lại tụi cộng sản Bắc Kỳ không, mà còn để củng cố ngai vị của nó, quyền và lợi ích của nó khi mà miền Nam Việt Nam có tổng tuyển cử, hoặc là cả Việt Nam chế độ cộng sản sụp đổ có tổng tuyển cử. Hai kịch bản xảy ra nha các anh chị, hai kịch bản. Nếu như Paris năm 73 tái lập được, mà khả năng là theo tôi là nó sẽ tái lập được, thì kịch bản thứ nhất là cắt đôi thì miền Nam có tổng tuyển cử trước. Các anh chị hiểu không? Miền Nam có tổng tuyển cử trước á, thì nguyên cái đám dân chủ và chống cộng đông như quân nguyên luôn, cả trong nước dẫn quốc tế, nó rần rần nó kéo về đây, rồi nó kêu gọi các truyền thông này truyền thông nọ, kênh tivi này tivi nọ, các anh chị thấy đó, thì nó kêu gọi bao cho người này bao cho người kia. Thì tụi Nam Cộng nè, tụi mặt trận giải phóng miền Nam này nè, nó chỉ cần làm một việc cởi áo thành lập đảng mới, hoặc là những cái nhóm nào mà có ảnh hưởng á, nó mua những cái nhóm đó, mày đứng về phía tao, nó thổi tiền nó mua, thì
hàng loạt những nhân vật trúng cử vào lưỡng viện quốc hội mới của miền Nam sẽ nằm trong sự điều khiển của tụi nó. Các anh chị có hiểu cái bài toán này không? Có hiểu không ạ? Chỗ này có hơi gút mắt đúng không ạ? Nó nuôi cái đám dân chủ chống cộng đông như vậy làm gì? Để khi có tổng tuyển cử ít nhất ở miền Nam, nước Nam tự do này nè, sẽ là đồng minh của Mỹ, đồng minh của châu Âu nè, là nước Nam cường thịnh nè, Sài Gòn sẽ quay trở lại là hòn ngọc Viễn Đông nè, lợi ích kinh tế của riêng đồng bằng sông Cửu Long thôi, mỗi một năm hơn 100 tỷ đô la. Nha các anh chị, một năm hơn 100 tỷ đô, thì cái đó nó thèm không? Tụi Nam Cộng nó thèm không? Nó thèm thấy mụ nội nó luôn, tụi nó tham lắm. Thành ra nó phải giữ bằng được lợi ích của nó bằng cách nó thâu tóm chính trường miền Nam tự do tiếp. Bởi vì có lần tôi nói với các anh chị, nó chuẩn bị hết. Chủ tịch quốc hội là ai? Mắc cười lắm, để tôi kể cho các anh chị nghe vui thôi. Có một tổ chức mang tên là BTT. Bạn tương thân gì đó, viết tắt gì đó. Cách đây mấy năm mà các anh chị thấy tổ chức đó nó hè nhau, nó tổng công kích tôi. Nó chửi tôi, nó tấn công tôi, nó vu khống, nó chụp mũ, nó mạ lị, mà đến nỗi nó lôi luôn chuyện giường chiếu rồi nó công kích vợ chồng tôi luôn, là các anh chị hiểu nó khủng khiếp cỡ nào rồi đó. Thì tôi không hiểu tại sao tụi này nó ngộ vậy ta, nó dân chủ mà sao, đấu tranh dân chủ mà sao nó hôi tanh khủng khiếp quá. Thì tôi đi tìm hiểu, mà cái tật của tôi á các anh chị, và giống như là gót tặng cho tôi một cái khả năng mà cái gì mà tôi không biết là tôi tìm tới gót à, chứ tôi không có chịu mà gọi là biết sơ sơ là tôi không dừng lại đâu. Sơ sơ không dừng lại đâu. Thì tôi tìm hiểu tới gốc đó, thì ra nguyên cái bầy này được cái bầy những cái thằng trùm của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam nuôi. Cái băng Nguyễn Thị Bình, Trương Tấn Sang nuôi cái đám này. Đông như quân nguyên luôn. Đông lắm các anh chị. Tối ngày nó đi cà phê tụm 5 tụm 7 để nó nói nè. Ủng hộ ông này nè. Quan cộng sản á, ủng hộ thằng cán bộ này nè. Không ủng hộ thằng này nè. Thằng này nó làm bậy nè, nhưng mà chủ trương này đúng. Và nói gì nói không được xúc phạm tới Bác Hồ. Tại sao? Dù gì thì người đã chết rồi, không được xúc phạm tới Bác Hồ. Hoặc là những người mà cứng cựa quá, thằng đó là thằng Tàu Bác Hồ gì mày. Chúng ta phải lấy lòng dân, chúng ta đấu tranh dân chủ nhưng phải lấy lòng dân. Dân bây giờ đang thờ cái ông này, mà chúng ta nói ông này là người Tàu có dân, người ta sẽ quay mặt với chúng ta. Những cái gọi là luận điệu của tụi nó tiêm nhiễm vào đầu người ta, nó đi rỉ rả, nó tụm năm tụm bảy nó nói gì đó. Thì những cái nhóm là nó xây dựng cái mô hình nó hoàn toàn giống hệt như team work của tôi, nhưng mà nó khác một cái là nó đỉ điếm, nó tanh hôi. Tại vì nó do tụi Nam Cộng, mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam nuôi. Mà tụi Nam Cộng là ai các anh chị biết rồi. Mà tụi đó không chỉ nuôi BTT không các anh chị, nó nuôi Con Đường Việt Nam, Con Đường Hán Nô á. Đông như quân nguyên luôn đó. Làm cho đảng tốt dần lên, không ở Việt Nam làm, bay qua Mỹ định cư. Làm cho đảng dân chủ tốt dần lên. Một chứng minh nữa đó các anh chị. Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam là ai? Tại sao các phong trào của tụi nó lại tanh hôi như vậy? Tại sao? Bề mặt thì tụi nó tỏ ra đạo đức lắm nghe các anh chị. Nó toàn là nói chuyện đạo đức không. Như Trương Tấn Sang vậy đó. Trong lúc mà Ba Dũng bị Trọng Lú cướp lên bờ xuống ruộng, gọi là chết không ra chết, sống không ra sống. Bây giờ gọi là ở miền Tây mà thở oxy luôn rồi. Ngồi mà run, không biết chừng nào nó tới mình. Mới kỷ lục tới Lê Thanh Hải à, chưa tới mình. Nhưng mà chắc cũng gần tới rồi. Chắc cũng gần tới con ổng ở Kiên Giang rồi. Bọn Nga Nô đang run. Bọn Hán Nô nó tấn công cỡ nào thì bọn Nga Nô nó run cỡ đó. Vậy đó. Thì Trương Tấn Sang đi xây cầu, đi xây trường học. Cái anh chị thấy nó điếm không? À, có cái chỗ này tôi làm rõ nữa. Trong tụi Nam Cộng này nó có nhiều phe lắm, mà tạm thời chỉ làm hai phe. Cái phe mà được ảnh hưởng bởi Sài Gòn, Long An rồi đó, cái phe mà Tư Sang, Thị Bình rồi đó, là cái phe đó là phe nội thành, biệt động thành. Ai là dân Việt Nam Cộng Hòa, ai là người Việt Nam, người quốc gia chân chính, biết cái tụi biệt động thành là cái tụi khốn nạn cỡ nào. Tụi biệt động thành là tụi gì? Đập đầu, cắt cổ, gài mìn, chọi lựu đạn, đúng không? Có phải là hành vi của tụi biệt động thành không?
nó mọi còn hơn tụi Hồi giáo cực đoan nữa, bản chất của tụi nó đó. Cái vụ nhà hàng Mỹ Cảnh tôi kể các anh chị nghe còn nhớ không? Gài mìn mà phải gài mìn kép mới chịu, đánh mìn kép mới chịu, chứ tụi Hồi giáo là không có cửa rồi. Tụi Hồi giáo đánh mìn cái banh xác, còn tụi tụi biệt động thành của Tư Sang Thị Bình không có phải vậy. Nó gài mìn cái nhà hàng vậy nè, cho con nít đàn bà người dân người ta cuối tuần người ta kéo gia đình ta đi ăn chết, bị thương lai láng hết trơn vậy đó. Xong á, nó canh ở chỗ cái khoảng đất trống này nè, nó biết khi bị thương thì phải chở lên đây để mà gọi là sơ cứu, rồi chờ xe cứu thương nó tới, thì nó gài thêm trái mìn đây nữa. Nó quất ở chỗ nhà hàng cái đùng cái người ta mới lao vô, người ta cứu người, người ta đem lên bãi đất trống, người ta sắp hàng. Vài phút sau nó quất một cái đùng cái nữa, những người đi cứu thương cũng chết, rồi những người đang bị thương chết luôn. Đó là bản chất của tụi biệt động thành, tụi mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, tụi Nam Cộng đó. Cái nhóm biệt động thành này nè. Rồi còn nhóm thứ hai là Chui Bưng, Đồng Tháp 10, Chui Bưng, Lung Ngọc Hoàng, sát quê tôi đó. Rồi Chui Rừng Ô Minh, cũng là Nam Cộng, cũng mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhưng cái tội này là tội ngu ngục, tội lấy quần thay cơm, cái tội du thủ du thực, tội dốt nát, bồng tiện. Rồi là đi học để kiếm công việc đàng hoàng ở miền Nam tự do, thậm chí không cần đi học, làm ruộng, làm lúa cũng giàu, có ăn dư sức, miền Nam giàu lắm. Nhưng mà không chịu, khoái làm ông cố nội, làm cha, mà dốt. Thành ra làm sao? Thành ra Cộng sản nó dụ, đi vô đây, cầm súng, bắn mình đó, chống Mỹ cứu nước, chống Ngụy cứu nước. Sau này mà tụi nó thua, tao cho tụi mày lên làm cán bộ, nghe khoái bùi tai dòng thứ dốt mà. Thế là xách súng Chui Vô Bưng vô rừng, biết con mẹ vậy đâu, cả đời có khi không bắn được một thằng Mỹ rồi. Toàn là bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa rượt như chuột vậy đó, chạy gọi là chối chết, chết không biết bao nhiêu mà nói. Nhưng mà toàn hô là chiến thắng không nha. Cuối cùng đùng cái 30 tháng 4 tự nhiên hên rùa, lịch sử chọn thành bên thắng cuộc. Thế là Chui ra những thằng ngu ngục này nè, U Minh nè, Lung Ngọc Hoàng, Đồng Tháp 10 nè, sao mà bằng được những thằng biệt động thành, sao bằng được phe Thị Bình, Tư Sang. Thành ra 3X sao mà bằng được với Tư Long An, 3X sao bằng được Minh Triết. Các anh chị thấy rõ ràng không? Minh Triết nuôi cả đám mà phố Việt Giang TV bên Cali mà. Bà ấy cử con gái gặp được Hillary là hết, chấm dứt hết rồi. Không bao giờ bằng được tụi nội thành này. Tôi nói cho các anh chị thấy, đó là lý do vì sao các anh chị thấy đám dân chủ bày bày đông như quân nguyên. Nhưng mà tụi dân chủ đó, tụi chống cộng đó, nó kêu gọi người dân dẫn tới cái gì, đấu tranh cho cái gì? Tụi dân chủ và chống cộng do cái đám Nam Cộng nuôi này nè, cho cái đám biệt động thành nuôi nè, hậu vệ của đám này nè. Nó kêu gọi người dân đấu tranh cho cái gì, dẫn tới mục tiêu gì? Các anh chị trả lời được câu này là thấy bản chất tụi nó liền. Tại vì nó ăn cơm chúa, nó phải múa tối ngày, nó nhận tiền của tụi Việt Cộng thì nó phải làm theo mục tiêu của Việt Cộng. Nó kêu gọi người dân đấu tranh cho cái gì? Dễ thấy lắm các anh chị. Ở trong một nước độc tài, con người hoàn toàn mất hết tự do, mà nó kêu gọi đấu tranh để đòi tự do tôn giáo, đấu tranh để đòi tự do ngôn luận, đấu tranh để đòi tự do internet. Nói vậy các anh chị nhận diện được chưa? Nói tới đó các anh chị nhận diện được chưa? Ở trong cái trại súc vật, tôi nói cho 1000 lần rồi, ở trong cái trại súc vật, bất cứ ai trong đó cũng là những con vật. Mà các chị đã là con vật á, mà muốn thành con người thì trước tiên phải phá cái trại đó đi. Trong trại mà muốn tự do là cái việc đầu tiên cơ bản nhất là phải phá cái trại trước, phá cái cửa, phá cái hàng rào trước. Khi cái trại này nó sụp rồi á, thì tự động sẽ có tự do này, tự do kia, tự do nọ, nó kéo theo cái việc mà cái trại nó sập. Nói nôm na cho dễ hiểu, phải không? Phải đó là luận lý của vấn đề không? Đúng không các anh chị? Cái trại vẫn còn vậy nè, các anh chị đòi tự do ngôn luận, tự do ngôn luận. Cái thằng chủ trại nó đứng ở trên, nó ok, con cù, mày đừng quyền nói, trong vòng 1 phút, con cù, ba, nín mày, nín. Cái giờ, con dê, mày đừng quyền nói trong vòng 30 giây, con dê, na, nín mày. Và tới con ngựa,
mày được quyền nói trong vòng 15 giây, ngựa né